Chào mừng chị tới với chương trình đi tìm cổ phiếu, và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái mã BDR, Phát Đạt Bất Động Sản. BDR hiện tại là một cái mã mà được anh chị quan tâm khá là nhiều trong thời gian vừa rồi, khi em đăng bài và kể cả khách hàng của em cũng đang nắm giữ một cái lượng tương đối với BDR. Vì vậy hôm nay em sẽ làm một cái video riêng về BDR và chỉ phân tích kỹ thuật thôi nha. Mình sẽ không bàn về tin về BDR hiện tại để tránh là mọi người bị nhiễu thông tin, thì mình sẽ dùng thuần túy là cái phân tích kỹ thuật thôi. Đầu tiên là mình sẽ xét về khung ngày. Mọi người có thể thấy là BDR hiện tại nó đang là xu hướng giảm và nó không có bất kỳ cái hỗ trợ đâu nha. Khả năng cao nó sẽ tiếp tục giảm và không có một cái bộ hỗ trợ nào được đỡ hết. Các cái kháng cự hiện tại của nó là tại cái vùng 26.561, thì hiện tại đây là kháng cự khá là mạnh và khả năng cao thì BDR nó vẫn sẽ giảm tiếp và giảm mạnh, chứ nó không phải là kiểu giảm từ từ đâu. Cái mã BDR thì khung ngày với khung tháng thì nó ủng hộ cho việc giảm, nhưng mà cái khung tuần thì nó sẽ hơi khác một chút. Về cái khung tuần thì mọi người có thể thấy là giá của BDR nó vừa mới được hút lên lại khách sạn, bây giờ thì khả năng nó sẽ bị dội ngược xuống lại. Đối với khách sạn là tại giá 26.56 thì bây giờ khả năng á của nó sẽ bị đẩy xuống lại, và đợt đẩy này không có điểm hỗ trợ y chang như là khung ngày nha. Mọi người cân nhắc không có cái điểm hỗ trợ nào ở dưới hết. Nếu anh chị nào mà đã lỡ mua thì bây giờ có một cái kịch bản em view ra cho mọi người tự đưa ra cái hướng xử lý nha. Nếu đã lỡ mua BDR ở thời điểm hiện tại, trường hợp nếu BDR nó không thủng được 22.5 hoặc là 22.4 thì may ra nha, may ra trong vòng 3 tuần tới mà BDR nó không thủng được 22.4 thì may ra mọi người còn lay lắt ở cái vùng 22.4 và 26.561, nó sẽ khả năng nó sẽ kẹt trong vùng giá đó. Nếu mà được thì lúc đó mọi người thoát hàng, còn hiện tại thì nếu được, nếu mà mới vào mà cái tỷ lệ lỗ chưa cao thì em nghĩ mọi người cân nhắc là mình cắt bớt đi, tại vì hiện tại BDR nó không phải là một cái mã có cái điểm nắm dài và kể cả lướt lát nha. Lướt lát thì trong 3 tuần tới thì mình mới xét được, chứ hiện tại mình khó xét lắm. Rồi, vậy là mình dứt khoát về cái kịch bản là nếu như anh chị nào lỡ mua rồi mà mới mua nha, lỗ chưa sâu thì cắt luôn là đẹp. Còn anh chị nào mà muốn gồng dài hơn xíu thì gồng dài gồng lỗ sâu hơn một xíu thì em nói đó, không thủng được 22.4 trong vòng 3 tuần tới thì khả năng nó sẽ xoay quay trong cái vùng 26.561 và 22.4. Trong vùng đó xoay quay thì mọi người tự xử lý, có thể tự chốt, chứ khả năng nó lên là chưa có đâu, được hỗ trợ chứ chưa hẳn là lên nha, báo trước cho mọi người rõ. Còn về khung tháng thì nó cũng không có bất kỳ cái hỗ trợ nào hết và nó đang xu hướng giảm nha, chưa kể là còn gặp hai cái kháng cự lớn ở 34 và 37 nữa. Hai kháng cự này là kháng cự tháng, vì vậy giá nó khả năng nếu nó có tăng thì nó cũng sẽ bị kẹt lại ở trong ba cái điểm vừa em vừa nói ha. Nó không có đẹp, mà nó gặp nhiều cái kháng cự như vậy thì cái giá nó cũng tăng, cái giá tăng nó sẽ yếu lại dần 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 dần, nó cũng không thuộc cái hàng để mình tăng tốt. Ít nhất là nó phải tăng đều chứ, nó mà qua được hai chứ nó mà đã qua hai cản thì lực tăng nó cũng yếu dần, nó cũng chỉnh nhiều lắm, không tối ưu được cho mọi người. Vì vậy bây giờ mình chốt lại hai kịch bản ha. Thứ nhất, BDR đang xuống giảm và em khuyến nghị mọi người không nên rớt tới con hàng này trong thời gian tới và kể cả hiện tại nữa, khi nó chưa có bất kỳ cái tích lũy cũng như là cái điểm hỗ trợ nào để mua lên. Cái thứ hai, ai đã lỡ kẹt rồi thì hai phương án phụ. Một, nếu như không thủng 22.5 hoặc 22.4 trong vòng 3 tuần tới thì may ra nó sẽ sideways quay trong vùng 22.5 tới 26.561. Tới khúc đó nó sideways quay, nếu mà tăng xíu thì mọi người tự cắt. Còn không, nếu bây giờ nếu là lỡ mua rồi thì nếu như âm không quá sâu vào tài khoản thì mọi người nên cân nhắc cắt. Tại vì bây giờ con này thật sự là không có điểm để nắm. Rồi, cảm ơn mọi người đã coi hết cái video tập 3 này. Và video này dành riêng cho khách hàng cũng như các anh chị quan tâm cái mã BDR trên diễn đàn cũng như là khách hàng của em đang nắm giữ. Nếu mọi người thích thì mọi người có thể like và share, và phần link tham gia nhóm cộng đồng thì em để dưới bình luận, mọi người có thể xuống đó và nhấn là mình có thể tham gia được ha. Ok, cảm ơn mọi người đã coi hết video và chào tạm biệt mọi người, và hẹn mọi người ở tập 4 ha.